Đây là bài viết Từ công khai tỏ tình đến tập yêu thương vô điều kiện của tác giả Mihan Gu. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Hôm nay là ngày quốc tế tỏ tình, vậy nên tớ đã công khai tỏ tình với một người con trai. Mỗi năm một lần vào ngày này, cùng một người, tớ quả là người chung tình đúng không? Người đàn ông đó là Cún nhà tớ. Cún là em trai của tớ, nó thua tớ tới 6 tuổi, nhưng mà không rõ nguyên do gì mà từ nhỏ chúng tớ lại xưng tên với nhau. Hạnh, Cún, Cún, Hạnh, đó. Trước, trên hội Red Pill có đoạn, đàn ông trước khi tiến tới yêu một cô gái thì phải tìm hiểu phẩm chất, nền tảng, tính cách của cô bằng cách coi gia đình như thế nào, dạy dỗ ra sao, coi các anh em trong nhà của có xưng hô chị em bằng cách lễ phép tôn trọng hay không. Đọc đến đấy thì tớ giật mình bỏ mẹ rồi, mình chẳng được kêu chị gì cả. Ấy thế nhưng mà không hiểu sao, tớ vẫn luôn mong rằng giống như từ nhỏ đến giờ, rồi từ giờ đến mai sau, tớ và Cún vẫn xưng hô như vậy. Và sau này con tớ, cháu tớ cũng sẽ gọi Cún là cậu Cún, ông Cún. Không biết là có khả thi không nhở? Tớ khá là hòa nhã hiền lành với mọi người, nhưng trong mắt người thân thì lại rất là dở tệ. Điều đó đúng nhất với Cún. Hồi nhỏ tớ nghiêm khắc với Cún từng chút một. Đi học mà điểm kém là ném sách vở. Thi học kỳ điểm thua đứa nhà bên cạnh là ném cặp sách ra sân dù trời đang mưa nhá. Cô giáo phải gọi phụ huynh ra hỏi tại sao học trò Cún hay thay vở mới thế. Lúc nào cũng cáu kỉnh đáng sợ. Ấy thế nên là Cún sợ Hạnh. Cả nhà chẳng sợ ai, Cún sợ mỗi Hạnh. Hạnh nói là nghe, từ nói nhẹ đến nói to. Sau này có chuyện gì bố mẹ cũng nói Hạnh nói Cún cả. Cách xa tuổi, tớ lại đi học xa từ hồi cấp 2. Hai chị em càng ít nói chuyện hay thể hiện tình cảm với nhau. Cún vẫn rất nghe lời Hạnh, nhưng có gì đó tớ cứ thấy xa cách. Một lần hồi nhỏ, Cún ốm, nằm mơ mơ mê mê. Cún hỏi mẹ, thế sau này Hạnh không về nhà nữa à mẹ? Mẹ nói, ủa sao không? Cún kêu, thì Hạnh bây giờ đi học xa nhà, rồi đi làm, rồi lấy chồng, thế thì đâu quay về ở nhà với mình nữa đâu. Lần nghe mẹ kể lại, tớ khóc nước khóc nở một đêm thâu. Tớ không hề biết rằng người em mình hay cau có gắt gỏng, lại nghĩ thương mình nhiều đến thế. Thật là lạ. Mẹ không tả Cún ốm như thế nào, nằm ở đâu. Nhưng mỗi khi nhớ về chuyện này, tưởng tượng Cún nhỏ bé của tớ nằm thun thút trong cái giường được răng màn, buổi tối, thỏ thẻ hỏi mẹ vậy, nước mắt đều ào ào ra mà không kiểm soát được, kể cả bây giờ. Đúng như lời Cún nói thật, lên cấp 3, rồi lên đại học, tớ cứ đi xa dần, xa dần. Những tin nhắn và những lời dặn dò không thể làm chị em gần gũi nhau hơn. Nhưng chúng nuôi bản năng làm chị trong tớ to lớn lên. Tớ luôn tuyên bố rằng bản năng làm chị cũng giống bản năng làm mẹ. Đó là tớ lo lắng cho em mình một cách thái quá, rồi từ đó mong mỏi đặt mong cầu, hy vọng lên đó quá nhiều. Tớ muốn những thứ tốt đẹp nhất mà bản thân có cho Cún. Tớ thích chiếc váy linen xanh đen, nhưng dành tiền đó mua chuột cho nó. Từ đồ ăn đến đồ đạc, cái gì tốt là tớ nhường, việc gì nặng hay đi xa tớ cũng không muốn Cún đi. Đau bụng hay ốm cũng ráng làm cơm, đi đâu không ở nhà thì gắng giặt đồ. Nhưng đừng vội nói Cún may mắn, điều đó cũng đi kèm những kỳ vọng áp đặt. Tớ lo rằng nếu thiếu cái này cái kia, sau này em sẽ khổ, sẽ chật vật với đời. Tớ muốn em mình phải thành công, phải trưởng thành và có tương lai thật tốt đẹp. Tớ muốn em mình sẽ là chàng trai tự tin ngẩng cao mặt với đời, với người, sẽ là người đàn ông làm chỗ dựa cho mẹ và chị. Những sự yêu thương đi kèm cùng lo lắng, mong mỏi và áp đặt, chẳng ngọt ngào tí gì. Đó dường như là một sự ràng buộc có tính đổi trác. Mỗi sáng thứ hai, tớ thường nghỉ làm buổi sáng để làm cơm rồi ăn cơm với Cún và Dân. Bởi vì chủ nhật tớ thường vắng nhà, Dân ăn ngoài với bạn, còn Cún ăn cơm một mình. Vậy nên tớ muốn trưa thứ hai sẽ làm bữa đầy đủ để ba chị em cùng ngồi. Thứ hai tuần trước, đến lúc ăn cơm thì Cún mải game, kêu ăn trước đi. Tớ buồn, có giận, nhưng mà sau chừng 10 phút thì tớ nghĩ lại. Ủa, ưu tiên của mỗi người khác nhau. Đối với tớ là bữa cơm với sự có mặt của cả ba chị em.
nhưng với cún là trận game đang hay. Với dân có thể khác, tại sao tớ lại bắt sự ưu tiên của mình phải là sự ưu tiên của người khác? Thế rồi tớ nhẹ lòng, dọn qua chút rồi để phần cơm đó rồi đi làm. Tớ lại luôn tự cho rằng làm chị cũng như làm mẹ. Chứng kiến con mình, em mình lớn lên là một hạnh phúc lẫn bi kịch. Bi kịch rằng chúng không còn nhỏ để bạn dẫn đi vặt, đi xem phim. Chúng được ăn nhiều thứ rồi nên cũng chẳng mấy thích thú thử khoai tây chiên ở tiệm gà rán. Chúng cũng có các thú vui khác cho buổi tối, không còn cùng ôm laptop ngồi xem phim với bạn nữa. Rồi bạn dần mình nhận ra rằng chúng có thể tự mua áo mới mà không cần hỏi, hụt hẫng khi thấy chúng mua áo đôi với người yêu. Và còn có chút đau lòng khi chúng không nói gì với mình, nhưng hay đăng ảnh và thể hiện yêu thương với bạn gái. Và từ đó tớ biết sẽ có một ngày cùng đón sinh nhật, đi mua đồ cùng, lo lắng hay chạy theo những tâm tư tình cảm của người con gái khác mà không phải là người mẹ, người chị này. Người con gái đấy không cần phải cắt hành tây nhỏ khi xào với thịt bò, không cần phải cắt đậu phụ mỏng chiên lên rồi mới bỏ vào bún, làm bánh mì kiểu trứng ốp la chứ không cần phải đánh trứng với hành, mà vẫn khiến cún ăn hết ngon lành. Sẽ có một ngày khi tớ kêu đứt tay không có cún chạy hoảng hốt, suýt xoa băng lại. Cún cũng không bị la ó khi ngồi ăn sáng với ăn cơm mà cứ lướt điện thoại. Sẽ có lúc cún tự quyết định những vấn đề quan trọng lớn mà tớ chẳng cần được biết. Tớ phải biết mà chấp nhận như vậy. Vì hành trình làm chị cũng như làm mẹ là hành trình học cách vừa lo lắng chăm lo, vừa học phải quên đi. Quên đi sự đòi hỏi ghi nhận và những mong cầu. Phải nhớ quên đi những mong cầu. Hôm trước ngồi ở Đinh để tâm sự một số chuyện, tớ nhắc lại lời tớ nói cách đây 3 năm khi mà cún thi đại học. Rằng dù cún có muốn làm gì, làm ca sĩ hay đầu bếp, thầy giáo dạy IT, hãy tự lo và đi theo đó. Miễn là cún muốn và vui vẻ, Hạnh luôn ủng hộ. Cún là cháu đích tôn của ông Thuật, là niềm tự hào của ông bà và gia đình, là niềm thương vô bờ của Hạnh và mẹ. Nhưng cún cũng hãy sống cuộc sống mà cún mong muốn, không cần phải theo mong mỏi một ai. Năm 18 tuổi, tớ chúc cún sinh nhật vui vẻ, mau trưởng thành làm chỗ dựa cho Hạnh và mẹ. You don't know how much I love you. Năm 20 tuổi, tớ chúc luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé. Hãy sớm trở thành một người đàn ông mà cún muốn trở thành. Còn lại cả thế giới cứ quăng hết đi, đừng lo. You don't know how much I love you. Tớ nhắc lại lần nữa. Năm 21 tuổi, tớ lại chúc cún luôn mạnh khỏe và vui vẻ, sớm trở thành người đàn ông mà cún muốn trở thành. You don't know how much I love you. Mà thực ra thì you không cần phải know bởi vì I yêu you vô điều kiện. Một lần ai đó nói, bố mẹ vừa mong vừa lo sợ con cái bay ra khỏi vòng tay của mình, bởi lúc đó bố mẹ không đủ sức để chở che cho chúng nữa. Nhưng mà bố mẹ sai rồi. Họ không nên lo mình không đủ sức chở che, mà hãy tin rằng con mình có thể tự chở che cho chính chúng. Tớ sẽ gắng yên tâm mà tin rằng, nếu cún đủ cánh để bay ra, sẽ cần đủ sức để tự do trao liệng. Sẽ đau lòng một chút, lo lắng một chút. Nhưng mà điều đó thì tốt cho cả hai. Cả hai đều cần sự tự do. À mà lời năm xưa cún nói lúc ốm vẫn chưa đúng lắm. Từ giai đoạn đi làm đến lấy chồng không nhanh đến vậy, đúng là con nít chẳng biết gì. Tớ vẫn về nhà đều và sống chung nhà với cún lâu dài. Hồi xưa Hạnh là người chị tỏ vẻ người lớn nghiêm khắc dạy dỗ cún. Nay Hạnh là đứa trẻ ngu ngốc, là con mèo lười suốt ngày bày trò vớ vẩn làm khổ các em. Vậy nên hành trình hy sinh của cún cùng các em còn hãng còn dài dài. Vậy nên tối nay tớ sẽ bất ngờ làm một mâm sinh nhật có bim bim, hoa quả như tuổi thơ ở quê. Cún đi học 9 giờ tối mới về, tớ sẽ mời một vài người thân đến dự sinh nhật và yêu cầu họ mang theo quà, lúc 22 giờ 15. Bởi khi đó cún mới an tọa phía trong giường để bên ngoài tự do tác nghiệp. Tớ đã nhắn em Quân, kính mời ông Nguyễn Như Quân 22 giờ 15 phút tối ngày mùng 1 tháng 4 đến dự lễ sinh nhật bất ngờ của cún cùng gia đình chúng tôi. Khi đi nhớ mang theo vài gói bim bim, cấm đến sớm hơn lịch hẹn. Xin cảm ơn. Tớ sẽ chỉ định Thảo Anh mua bút vở, như thế mới giống ngày xưa. Nến thì tận dụng cây nến thơm màu xanh cũng được. Nhà có mỗi nến số 2 với số 4 trước dân tặng sinh nhật tớ.
Thành thử cuốn phải chờ 3 năm nữa mới được dùng. Tớ cũng phải chờ đến năm 42 tuổi để được đốt lại. Đấy, thấy người chị tính toán ghê chưa? Vậy nên tập quên đi để thực hiện việc yêu thương vô điều kiện là một hành trình khó. À, dù to mồm kêu vô điều kiện thì tớ vẫn tham lam mà mong là những lần ngẩng đầu ngắm pháo hoa sau này, Cún vẫn nhớ mà nghĩ tới người mẹ, người chị và gia đình mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!